anh chiêm nghiệm và đã ứng dụng những cái giá trị Phật pháp ấy ạ, trong cuộc sống của mình như thế nào? Nhà Vinh thì có một cái văn hóa cũng như là một cái thói quen là bất kể cuối năm, đầu năm hay kể cả trong năm thì khi có thời gian là sẽ đi lễ chùa hoặc là kể cả lễ đền. Thì thực ra đó cũng là những cái mà mình cảm thấy rằng là nó giúp cho mình có một cái đức tin trong cuộc sống. Và cái sự thành tâm cũng lại là cái chữ tâm. Tâm thì thành tâm với Phật. Mình luôn luôn đặt ra rằng là mình không cần phải làm những cái gì nó quá cao siêu hay quá màu mè, mà chỉ là đến với Phật, đến để tìm những cái cảm giác là mình an yên, mình có một cái đức tin nào đó để Đức Phật có thể giúp cho mình, bảo vệ cho mình trong cuộc sống, cũng như là giúp đỡ cho mình. Và đến khi mà mình, nếu như mình cảm thấy có một điều gì đó khuất mắc trong cuộc sống, thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ với Đức Phật để Ngài có thể chữa lành cho chính mình, chính gia đình mình và chính trong tất cả những cái công việc mà mình làm. Thì nếu như trong cuộc sống bạn có một cái đức tin nào đó thì tự nhiên bạn sẽ cũng sẽ cảm thấy luôn luôn an yên và cảm thấy hạnh phúc khi bước ra cuộc đời. Và điều này lại càng quan trọng khi mà chúng ta làm công việc kinh doanh, đúng không anh? Khi mà sẽ phải đối diện với nhiều những cái cám dỗ, những cái thách thức để mà chúng ta sẽ phải giải những cái bài toán là lợi ích cho mình hay lợi ích cho mọi người là trước hết. Đến bây giờ thì Vinh nghĩ là Vinh cũng học người cha của mình rất là nhiều. Kinh doanh thì thường mọi người nghĩ rằng là phải có lợi nhuận, phải mang lại lợi ích cho chính mình, cho tổ chức của mình. Nhưng ngoài ra thì những cái giá trị khác nó rất là lớn. Ví dụ như bây giờ ở dưới mình đang có bao nhiêu con người, mấy ngàn người hay mấy chục ngàn người. Thế thì cái mà mình mang lại là gì? Mang lại cuộc sống, mình phải chịu trách nhiệm, không phải chính cho gia đình mình, mà đó là chịu trách nhiệm với những cái con người đó đang làm việc cho mình, đang cống hiến cho mình. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta một doanh nghiệp hoạt động thành công thì cái việc mà chia sẻ nó mang lại giá trị cho xã hội, cho cộng đồng và đặc biệt là làm những cái hoạt động thiện nguyện thì nó là một cái điều vô cùng quan trọng, bởi vì nó mới giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chia sẻ với những cái con người yếu thế hơn trong cuộc sống. Và khi đó thì chúng ta mới tích đủ đức để chúng ta tự tin rằng nếu kiếp sau hay là chúng ta có thể là cảm thấy rằng là đến khi chúng ta già đi thì chúng ta đã có những cái đóng góp cho cuộc sống, cho xã hội, cho tất cả những con người trong cộng đồng xung quanh mình. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Gần cả năm rồi mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh. Làm sao đây anh? Đừng lo nhé em ơi. Em à, vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa Sen Home ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.